Ủa ba, sao hôm nay ba không được khỏe hả? Thường ngày cả nhà ăn cơm với nhau, ba toàn giáo quân giáo dục tụi con, mà sao hôm nay ba không nói gì vậy? Còn nhắc nữa. Im lặng ăn cơm đi. Ba, có phải là ba đang lo chuyện tìm con nhỏ Khánh My đúng không vậy? Con đã tìm được Khánh My à? Con cho người tìm nó rồi, kiểu gì cũng tìm được thôi. Có tin tức gì của bé My chưa? Nó mất tích cũng lâu lắm rồi, có khi bây giờ chết rồi cũng nên. Thì ý con là có một cái tên thôi thì tìm nó khó lắm ạ. Khó mấy, con cũng phải tìm bằng được em. Đó là tâm nguyện của ba con. Nếu như con không tìm được Khánh My, mẹ có chết cũng không nhắm mắt được đâu. Tìm chi không biết nữa, mấy năm nay không có nó ở nhà, không phải là cái nhà này yên ổn hơn sao? Minh à, sắp tới con lo tập trung làm ăn đi. Ba sẽ cho con thời hạn 3 tháng. Trong 3 tháng đó, con phải tạo thành tích cho công ty để xứng đáng là con trai của ba. Con cũng biết đó, tất cả công ty ở bên ngoài là đối thủ của chúng ta. Họ đang đầu tư đứt dạng, đầu tư 1 lời 10, siêu lợi nhuận. Nếu con không tạo được dấu ấn thì ít nhất cũng làm cho công ty Thịnh Phát nở mày nở mặt. Nên nhớ, nếu con không làm được trong 3 tháng thì con đừng có nhìn mặt ba nữa. Sao tự nhiên hôm nay ba lại nhắc chuyện công việc vậy? Chưa hết đâu, và đừng nói tới chuyện chia tài sản. Đó, nghe ba nói chưa, lo mà tập trung công việc đi. Ở đó mà tối ngày lo cá độ, rồi lo... Mày im đi. Còn con nữa, nếu con không có lịch học thì phải đến công ty phụ ba giám sát tiến độ công việc rồi báo cáo lại cho ba biết. Ba, thời gian học con còn không đủ nữa. Con thấy đó, ba cũng không còn sức khỏe nhiều nữa. Con tới công ty làm quen với môi trường ở đó. Nhà chỉ có 2 anh em, hỗ trợ nhau không được sao? Ba no rồi, mọi người ăn cơm đi. Tại mày đó. Ba nói đúng là còn xỉ cái mặt ra nữa. Lo mọc hành đi con nhỏ này. Anh hay quá hả? Anh lo mà tập trung công việc đi. Tối ngày chỉ biết cá độ rồi lấy cá tiền. Cá độ hả mày? Mẹ. Mẹ. Thôi, ăn cơm đi. Đánh bà. Đau. Đó, mày đi được kìa. Mình không còn đủ sức khỏe để chống đỡ công ty nữa rồi, mà giao cho 2 đứa nó thì không thể được. Con à, đây là phòng của con. Từ nay về sau con sẽ sống ở đây. Ba sẽ thay má của con chăm sóc cho con nghe. Hãy tin ở ba nha. Ba xin lỗi con. Ba không thể nào thực hiện lời hứa của ba với con được. Ba ước gì giờ này con còn ở bên cạnh ba,
thì hay biết mấy. Diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Tình Yêu Dối Lừa phát sóng vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên truyền hình Vĩnh Long Y, tải app ngay trên Google Play và App Store.